7 phẩm chất cần thiết giúp con người thay đổi số mệnh. Số mệnh của một người có tốt hay không, một phần là do thiên định, nhưng phần lớn là có thể dựa vào tu tâm dưỡng tính mà thay đổi. Vậy thế nào là tu tâm dưỡng tính? Chúng ta cần thực hiện ra sao? Cái gọi là tu tâm dưỡng tính chủ yếu là tu dưỡng chính cái tâm của mình. Bởi vì tính cách, tính khí của một người có ảnh hưởng rất lớn đối với vận mệnh. Là một người tốt, tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi mọi trắc trở, nhưng lại luôn có thể hóa giải hết mọi khó khăn sóng gió. Đặc biệt người có 7 phẩm chất dưới đây, không những tốt số, phúc lớn mà còn có thể giúp được thay đổi vận mệnh. 1. Chủ động nhận sai. Người phạm sai lầm thường không chịu nhận sai mà đẩy sang người khác, luôn cho rằng mình đúng, nhưng hành động đó mới chính thức là sai lầm. Đối tượng nhận sai có thể là cha mẹ, bạn bè, người quen trong xã hội, thậm chí là con cái, hoặc là người không tốt với ta. Việc nhận sai này đối với người trong cuộc mà nói, cũng không hề mất đi thứ gì, ngược lại cho thấy sự độ lượng, thấu tình đạt lý của bản thân. 2. Tính tình ôn hòa. Hàm răng người thì cứng, nhưng lưỡi lại mềm. Con người tuổi tác càng lớn, răng đều rụng sạch, chỉ có lưỡi vẫn tồn tại cùng năm tháng. Cho nên, đời người nếu muốn lâu dài, tâm thái cần mềm mỏng, tính tình cứng nhắc chỉ nhận thấy thiệt thòi. Hơn nữa, một trái tim nhu hòa, cuộc sống mới có thể ngày càng vui vẻ, bền lâu. 3. Người biết nhẫn nại. Thế gian này, chuyện không như ý chiếm tới 8-9 phần. Nhiều lúc chỉ cần có thể nhẫn nhịn một chút, lùi về phía sau một bước, sẽ thấy sóng êm gió lặng, biển rộng trời cao. Nhẫn có thể giải quyết rất nhiều chuyện không ưng ý, có thể làm cho tình huống bớt nghiêm trọng hơn, có thể dùng năng lực và trí tuệ để biến lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hiểu được nhẫn mới có thể nhìn thấy thật giả, thiện ác, thị phi của thế gian, cũng sẽ không mất đi khả năng phán đoán bởi vì hấp tấp. 4. Giỏi giao tiếp. Người không biết giao tiếp với người khác sẽ sinh ra tranh chấp, hiểu lầm và thị phi. Người giỏi giao tiếp thường rất dễ dàng thấu hiểu, thông cảm và giúp đỡ người khác. Bớt đi tranh chấp, công việc cũng sẽ thuận lợi hơn, hiệu suất và khả năng thành công cũng cao hơn. 5. Biết cách buông bỏ. Cuộc sống luôn có rất nhiều thứ cần mang theo, và lúc cần dĩ nhiên sẽ dùng tới. Nhưng cũng có những thứ không cần dùng nữa, sao không thử buông bỏ chúng đi? Lúc bạn cần buông xuống, lại cứ tiếc nuối không nỡ, trong lòng như luôn có tảng đá đè nặng, không thể tự do tự tại. Cuộc đời của con người là hữu hạn, nếu hiểu được biết buông đúng lúc, học được cách nhận sai, tôn trọng, bao dung mới có thể có được bầu trời rộng lớn. 6. Biết cảm ơn. Nhìn thấy chuyện vui của người khác nên thấy vui vẻ cho đối phương. Gặp được người tốt hoặc may mắn cũng nên biết cảm ơn. Giữa con người với nhau, nếu thường xuyên mang đến một trái tim biết ơn, tự khắc mọi chuyện sẽ trở nên thuận lợi, nhân duyên ngày càng tốt đẹp. 7. Biết trân quý chính mình. Sức khỏe là vốn quý. Lời này quả thật vô cùng sâu sắc đối với người già hay người bệnh. Một người chỉ cần cơ thể khỏe mạnh sẽ không khiến cho người thân, bạn bè bớt lo lắng. Nếu chỉ biết làm việc đến mệt mỏi, bỏ qua sức khỏe, như vậy lúc này kiếm nhiều tiền cũng chỉ để dành mua thuốc về sau. Cuộc sống như vậy chẳng phải quá lãng phí rồi sao?